Rồi, xin xin chào tất cả các anh chị em gần xa. Mình giới thiệu tiếp luôn. Con này là một con Amli Kali Asia. Con này con công ty nha. Nó là thương hiệu này nó lâu rồi đó. Thương hiệu cái nhãn hiệu công ty này Kali Asia. Con này tuy cũ nhưng nó được cái dàn eco rất là hay nha. Eco nó mượt lắm, eco nó mềm mại, nó hay lắm. Và nó tích sẵn cho ta được bốn cổng cắm micro, rất tiện lợi cho những cái anh chị em mà trong những cái nhóm nhạc, mà thí dụ như cái nhóm mà mình ở nhà hoặc là tập hợp mà biểu diễn mình tập vợt, mà đôi khi mình cần bốn ngõ để mình cắm micro vô để mình nói chuyện, thì cái này nó rất là lợi hại. Nó cho ta nó lại khác những cái âm ly khác. Những âm ly khác chỉ có được hai cổng thôi, nhưng mà con này nó được bốn cổng nha. Bốn cổng cắm kết nối cái micro, có nghĩa là mình sẽ kết nối cùng một lúc được bốn micro. Và mỗi một cái volume màu đỏ này sẽ được chỉnh hai micro, micro 1, micro 2. Và cái cần thứ hai sẽ chỉnh cho cái micro thứ ba và thứ tư, nó xài chung. Con này giá cũng mềm thôi, chỉ có mấy trăm thôi. Nhưng con này được một cái là mình rất thích cái echo của nó, rất là hay. Tất cả các nút ở trên này rất nhạy bén, có nghĩa là nhấp vô một cái chỉnh là hiệu ứng ngay. Con này hiện tại chạy 4 sọ. Mình hát gia đình chơi những cái loa vừa khoảng nói chung là 2,5 tấc 3 tấc đổ lại, chơi một vài tiếng 2-3 tiếng không sao, mình mở vừa thôi, đừng có mở quá. Nếu một cái loa càng lớn thì mình mở quá thì đôi khi nó tải, nó hơi mệt thôi, nó sẽ không tốt cho máy. Mình mở mức độ nó vừa thôi, còn cỡ như mà 2,5 tấc là kéo vô tư nha. Hiện tại mình đang test luôn, xài luôn loa 4 tấc luôn, test loa 4 tấc là xài để test thử, mình mở nhạc mình xem nó có phản ứng gì không. Tại thường thường ví dụ như nó quá tải thì nó phản ứng, cái máy này là mình sờ nó nóng lắm, nó nóng lắm. Nếu mà mình chạy trong vòng khoảng 30 phút mà nó quá tải, nó không phù hợp là nó nóng. Còn đây mình mở cái buổi chiều mình cho nó hát chơi cứ vô tư ha, một tiếng đồng hồ máy sờ máy vẫn mát bình thường, mở nhạc cứ mở cái rumba hay gì đó mình mở nghe. Rồi đại khái đấy, để xúc tích câu chuyện. Rồi cũng giống như những cái bài trước mình đăng, tất cả các anh chị em cần cứ alo xuống cái mô tả của mình có để số điện thoại, xem hình ảnh mặt trước mặt sau, ở mặt trên mặt trước nè, mặt trên mặt không nè, và mặt sau, là vào trong Zalo của mình có chụp ảnh đầy đủ, mình để trong đó anh chị em là xem. Rồi cần nhấc máy alo hỏi Hải sẽ trả lời. Còn những trường hợp mà không gọi điện được thì mình cứ để tin nhắn trong đó, tại Zalo của Hải là mở cửa tự do để cho tất cả các anh chị em ai vào cũng được. Hải không hạn chế, Hải không khóa lại, có nghĩa là Hải mở cửa tự do để cho anh chị em với khách người ta xem á. Người ta xem trên YouTube, người ta cần xem hình ảnh thì người ta vào đó người ta vẫn xem được. Mình tìm cái bài Hải đăng của cái âm ly này nha. Tìm cái bài Hải đăng cái âm ly này đúng cái mẫu như thế này. Đấy. Nó có cái ký hiệu chữ mà nó hơi mờ. Hải không có nhớ lắm, nó có đây nè, nó có cái ký hiệu của nó là KA2055. KA2055 VFD. Đó. Cứ nhớ cái số 2055. Đây, 2055. VFD là cái ký hiệu mã của nó, nó mờ rồi. Nhưng mà con này tại sao mà đến ngày hôm nay máy nó vẫn còn tốt. Hãy có kiểm tra rồi, hãy mở ra hãy xem. Có nghĩa là mình kiểm tra các bo mạch của nó còn đẹp, nó nói chung là không có những cái vết dấu hàng tích gì hết. Tuy là nó hàng cũ, nó theo lâu năm, nhưng mà nó linh kiện, nó được cái linh kiện, nó linh kiện tốt. Linh kiện nó ngoại nhập, hồi xưa nó ráp cái máy này linh kiện nó ngoại nhập không. Thành ra cái echo của nó hay lắm, echo nó long lên, nó mệt, mày thử hay bắn lên. Alo, 1, 2, 6, 7, 8. Alo, 1, 2, 6, 7, 8. Cái echo của nó mượt. Đó. Mà giá thì dưới 1 triệu. Hãy có để giá dưới, anh em cần thiết gì cứ vào trong đó xem. Con này hát thì ở nhà nói xin lỗi chứ đôi khi là chẳng qua là mình tải những cái loa lớn hơn thì nó không bằng những cái thằng Kali với lại những cái hàng xịn ngoại nhập thôi, chứ còn thật sự ra độ mượt của nó là nó hay ngang ngửa. Cái độ mượt á, cái độ ý Hải nói là cái độ echo, cái độ mượt mà của nó, cái echo của nó là khi mình nói cái micro nè, mình cái ngân nga của nó mềm, tại vì nó sử dụng những con IC ngoại nhập, con IC xịn của nó đó. Mà Hải nhớ không lầm là như thế là nó xài con 0306 thì phải, không biết có phải không, mà tại vì nhiều âm đi quá Hải không có nhớ hết, nhưng mà Hải nhớ nó là con 0306. Nó chạy khá mượt êm, mà nó cái tiếng nó long lanh lắm. Thật sự ra người nào mà hát mà trong cái đội ca múa mà tập vợt, gọi là trong cái nhóm tập vợt, mua con này rất lợi hại. Tại thường thường hay có xài những micro mà mình kẹp bên hông người á, thứ là cần phải kết nối vô.
Mà thí dụ như bốn người múa, bốn người cần một lúc á, thì cái này rất lợi hại. Mình cắm micro cho mình sẽ nói chuyện nó ra, hát hay là làm gì đó thì nó vẫn được, bốn người cùng một lúc luôn. Rồi đại khái thế. Thì cái con này tuy nó cũ, cái vỏ nó hơi chày chụa, có thể nó hơi bị chốc xi rồi nó ấy, nhưng mà nó là hàng chất á, nó hàng chất hồi xưa đó, nó hàng chất của công ty Việt Nam á. Nó lắp ráp ở Việt Nam, linh kiện nó nói chung là bên trong mình thấy là nó xài hàng xịn, hàng 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 ngoại nhập. Thành ra tuy là lắp ráp Việt Nam nhưng mà những cái linh kiện đó là linh kiện ngoại nhập, thành ra nó đến ngày nay vẫn bền và vẫn sáng, đèn nhảy các thứ thì nó nguyên bản hay không hề đụng gì đến đó. Chỉ vệ sinh sạch sẽ lại thôi, rất là đẹp. Hãy thấy gì chứ cũng rất tâm đắc cái con này. Những cái con hàng cỏ khác nhưng mà lại không bằng con hàng cỏ này. Con hàng cỏ này thấy đơn giản nhưng mà thấy nó vậy, nhưng mà nó chất âm, cái chất lượng trong hay đó. Giờ bây giờ xúc tích câu chuyện, hãy ngưng, hãy mở nhạc luôn nha, mở nhạc sẵn con này, hãy cũng có ngẫu hứng, hãy hát một bài luôn. Hát cái bài Đường Xưa Lối Cũ nha. Đường Xưa Lối Cũ. Alo. Đường xưa lối cũ có bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có anh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu lưu lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều diêu nắng bóng em đi áo nâu in đường trăng. Đường xưa lối cũ có mẹ tôi run run trong hồn hoàng. Lòng già thương nhớ nhớ đến con lòng khom đi tìm con. Khi tôi về bồi hồi trong nắng thường gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ người em sáng ngang khi xuân chưa tàn, con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về bồi hồi trong nắng thường gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lời từ lý cuối cùng trước khi phân kỳ. Chạy lòng thương nhớ nhớ phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tương nhớ bóng gian này in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đó nắng vẫn lên vẫn tranh treo ven đồi, mà hình bóng cũ hiểu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Khi tôi về bồi hồi trong nắng thường gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lời từ lý cuối cùng trước khi phân kỳ.
chành lòng thương nhớ. Nhớ phút xưa qua qua rồi, lạnh lùng thương nhớ bóng dáng ngài in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đó nắng vớt lên ánh trăng treo ven đồi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Rồi, xin cảm ơn sự chịu đựng của các anh chị em. Rồi, xúc tích câu chuyện thì nó chỉ có đơn giản thôi. Chủ yếu cái clip là anh chị em mình xem thực tế, vừa được xem hình ảnh mà mình được nghe bằng tai nghe, mắt mình thấy. Đó là những gì Hải nói, nó là sự thật. Hải rất thích là bán cho những anh chị em mà người ta đến nhà mình nha. Đó, có nghĩa là đôi khi những anh chị em mà người ta ở xa, người ta cần Hải cũng phải đóng thùng, Hải gói, Hải đóng thùng, Hải gửi qua bên Viettelbox á. Nó có nhiều đơn vị gửi thì mình gửi đi thôi cũng được, nhưng mà đôi khi á, Hải thật sự là gửi đi Hải cũng nơm nớp lo lắm, đôi khi một món hàng nó có vài trăm ngàn, nó vài trăm ngàn, rồi mình gửi đi á, đôi khi phải đóng thùng xốp, hay là một đống thùng xốp thứ Hải để đây quanh tùm lum. Cái thùng xốp mình đóng vô đôi khi á, rồi vận chuyển, thí dụ như món hàng mà giá trị nó vài triệu, 3-4 triệu, 5-6 triệu gì thì thôi mình nó cũng bỏ công. Cái món hàng nó có vài trăm ngàn, mà trong khi đó Hải đi Hải đóng thùng Hải gửi á, người ta phải cân ký. Là một cái như vậy Hải đóng là tính ra là cái phí mình mua thùng xốp, mình đóng cái thứ này là cũng ngoài 100, trên dưới là gần 200. Nói chung là nó sát cái mí khoảng 200 một cái này. Đó, mình gửi đi, nói là Hải thấy cái vị trí ở xa. Đó, còn có thể ở gần thì cái giá trị mình gửi thì nó sẽ bớt lại chút xíu, vài chục. Thì thôi cái chuyện gửi thì Hải không nói. Thí dụ cái người khách nó thích mua thì người ta chịu cái phí đó Hải gửi được. Rồi ok không sao. Nhưng mà Hải vẫn nơm nớp Hải lo là quý anh chị em biết như thế nào không? Hãy lo sợ đôi khi cái đơn vị vận chuyển á, người ta để trong cái thùng xốp, đôi khi người ta liền, người ta thảy tới thảy lui á, nó móp, nó rất là khổ. Đôi khi mình thấy là cái món đồ chơi để cho đến tay anh chị em mình, Hải cũng muốn Hải nâng niu nó, Hải cưng nó lắm chứ. Những món đồ mà Hải bác Hải thử, Hải quay trước ống kính này, là anh chị em biết là Hải rất là quý trọng những cái món đồ của mình. Mình nâng niu, mình cẩn thận lắm. Nhưng mà đôi khi sợ là cái đơn vị vận chuyển họ làm móp đi, rồi thứ nhất là mất lòng anh em. Anh chị em ở xa đôi khi nhận món hàng đến đó, đôi khi gọi điện hoặc là nhắn tin vào trong cái Zalo, hoặc là hỏi Hải, anh Hải ơi như thế nào đó, đại khái như là cái này xem thấy cái này nó móp hay nó vỡ gì đó, thì nó cũng rất là tội nghiệp đó. Thì Hải vẫn thích anh chị em ở trong nội đô thành phố Hồ Chí Minh đó, thích đến nhà chơi hát, Hải mở cho hát giống như Hải đang hát như thế này đó, mở cho anh em test nghe, kể cả là lấy nước ngồi chơi một tiếng đồng hồ luôn, chạy phà bốn tấc thử test cần Hải cho hát thoải mái luôn đó. Tại vì đồ của mình rồi, một khi các cái shop mà người ta bán hàng người ta không muốn cho khách đến thì đôi khi mình còn sợ giả tạo, còn đây Hải bán thực tế mà, Hải bán đồ dùng rồi trên mạng, rồi cho anh chị em địa chỉ, cần Hải cho anh chị em địa chỉ nhà để đến để xem để mua đồ, Hải cảm ơn mà. Thậm chí Hải còn mong là anh chị em ví dụ như dùng món đồ nó thích có thể giới thiệu giùm cho Hải, Hải rất cảm ơn. Rồi thí dụ như ngoài những anh chị em không mua, đây là Hải nói những anh chị em mà thích vào kênh xem á, Hải rất cảm ơn những người đó luôn. Những anh chị em đó là vào xem là tại kênh Hải có chạy quảng cáo, thì anh chị em coi như vậy đó là cũng đang giúp Hải được tăng cái số lượt, cái lượt giờ, Hải nói cái số lượng là cái lượt giờ nó chạy lên, và cái lượt view nữa đó. Thì anh chị em như thế xem như thế Hải rất cảm ơn, Hải rất cảm ơn. Tại vì nó chạy như thế thì mỗi tháng thì cái doanh thu ở trên cái YouTube của Hải thì nó cũng được vài chục đồng. Thật sự vài chục đồng thì nói chung nó gom gom lại thì mình chỉ đóng được tiền điện, tiền nước đó là vậy. Thì thôi cũng cảm ơn, thật sự là cảm ơn các anh chị em gần xa. Mình không mua đồ cho Hải thì mình xem Hải vẫn cảm ơn nha. Còn anh chị em nào thật thích, mình thích yêu ca hát hay gì đó, nào cảm thấy là ủng hộ Hải thì Hải mời đến nhà nha, Hải mời đến nhà đến xem thực tế, chứ không có ngại cái chuyện mà đến nhà. Anh chị em đến xem rồi đến nhà mua
lấy ghế ngồi chơi. Dạ, ngồi chơi mình hát hò giống như Hải thế này, ngồi chơi thoải mái cả tiếng hồ luôn. Thử ý là giống như mình muốn kiểm tra thử coi nó chạy nó có bị nóng hay gì đâu đó, mình cứ mở cho tiếng hồ thoải mái. Mở nha, không? Thí dụ như thật sự mặc những cái máy, hãy nói hãy hướng dẫn luôn. Hãy nó từng gặp những cái máy, có nghĩa nó quá tải á. Có nghĩa là nó cái công suất, ví dụ như cái âm ly đó cho những cái loa lớn quá hoặc là xài loa nhiều quá, kết nối vô 4-5 cái loa. Thí dụ vậy, mở liền trong vòng khoảng chừng 3 phút. Chưa tới 1 tiếng, 30 đến 40 phút. Lạc đụng với cái âm ly, hãy nói thật sự nha, đụng cái vỏ ở ngoài thôi là nó nóng hừng hực, nó nóng mình muốn phỏng tay á. Nó nóng á là coi như là cái gió báo hiệu chuẩn bị nó cháy. Là vì nó nóng quá thì nó sẽ những cái dây điện trong nó sẽ nó mềm, nó cháy, nó chảy nhựa ra cháy và cháy chập mạch là hỏng đấy. Và những trường hợp đó gọi là trường hợp quá tải. Còn đối xin lỗi với đây nè, hãy bao luôn, kể có loa 4 tấc nhưng mà ở nhà mình hát review, mình hát mình mở vừa phải mà hát review, nói chung là không phải là nhỏ quá mà cũng không phải lớn quá, vừa đủ nghe, thì nói chung cứ hát vô tư chả sao, không sao, vì nó có một đôi mình hát vừa. Ngoại trừ khi nào mà cố tình mình siết volume, mình mở quá lớn quá tải thì đôi khi là cái loa 4 tấc thì nó lớn, cái công suất này là công suất đúng mà trời, mình mở lớn quá mà cái này trong khi có 4 sọ thì nó xài cho những loa nhỏ thì nó không cân xứng cho cái loa, thì mình mở lớn quá nó sẽ bị tù tiếng, nó không hay và nó sẽ làm mệt cho cái âm ly. Cái loa không mệt nha, cái loa vì công suất nó dư, cái công suất nó phải dùng cho men đẩy đài để đẩy nó, nhưng mà trong khi mình mượn nó để mình test đồ đi, mình hát bằng cái âm ly nhỏ thì cái âm ly nhỏ này nó mới mệt. Có nghĩa là mình mở lớn quá mà một cái thời lượng dài thì cái âm ly này nó mệt. Nếu mà nó mệt, ý mình hãy nói là nó quá tải thì nó sẽ nóng, nó nóng thì dễ bị dẫn đến nó cháy. Rồi đại khái như thế. Còn những anh chị em nào mình không hiểu những cái gì thiết bị kết nối thì cứ để comment ở dưới, Hải rảnh Hải thấy Hải sẽ trả lời trong cái phạm vi của Hải biết thôi nha. Tại vì Hải cũng không phải là thánh, mình không thể nào biết hết, cũng đi học lại của những anh chị em khác, những cái người mà ta đi trước đó, âm thanh này mà. Cái người trước và chỉ người sau, thì những cái gì kỹ năng Hải biết được Hải chia sẻ cho những cái người. Đây là Hải chỉ nói là chia sẻ với những anh chị em mà không biết hoặc là mới vào nghề thôi nha. Chứ còn tất cả những cái anh chị em mà nằm trong cái dàn rồ đó, rồ rồi chuyên nghiệp rồi thì Hải không dám, thì cái đó là Hải xin thứ lỗi. Tại vì những anh chị em đó Hải không có dám hướng dẫn đâu, tại vì người ta giỏi rồi, người ta đôi khi là những người đỉnh rồi, mình làm sao mình đủ, đôi khi mình còn phải học lại của người ta nữa. Rồi đó, thành thật là xin cảm ơn những người đi trước. Đây là những anh em bạn bè của Hải mà ở đây, thì Hải cũng ngại, Hải không có tiện nói ra. Hải quen cũng nhiều anh chị em mà người ta bên âm thanh đó, người ta giỏi trước đây đó, Hải cũng học lại từ của người ta. Rồi xin cảm ơn, mình vẫn thầm nhớ những anh em đó. Thì cũng như bây giờ Hải biết cái gì anh em không biết, Hải sẽ chỉ lại, Hải không có giấu nha. Tất cả riêng về các hệ thống kết nối về âm ly và đầu vang số, rồi xuống men đẩy hoặc là qua những cái dàn lọc xì, hoặc là kết nối micro hay những cái gì đó, những cái trong phạm vi của Hải biết, thì Hải sẽ chia sẻ với những anh chị em mới vào nghề thôi. Còn những thợ thuyền với những anh em pro mà chuyên nghiệp rồi thì Hải không dám nha. Có gì mà xem clip này thì cũng thứ lỗi bỏ qua cho Hải, chứ Hải không phải là lên lớp lên bục giảng để hướng dẫn những anh chị em đó, nó đừng hiểu lầm. Chỉ hướng dẫn những anh chị em mới vào nghề thôi. Đôi khi các em nhỏ đó nó yêu nghề ca hát rồi, nó thích máy móc, thích âm thanh, thì nó mới vào nghề thì dĩ nhiên cũng giống như Hải hồi xưa, những người khác, anh em khác vậy. Hồi xưa chưa biết thì cũng phải học hỏi từ đó. Thì bây giờ các em đó nó không biết, nó hỏi Hải, rảnh Hải sẽ trả lời. Rồi xin chào tất cả các anh chị em nha. Có gì muốn xem hình ảnh thực tế thì mình vào trong Zalo của Hải sẽ thấy ở trong đó. Rồi xin kính chào.